Trong thời điểm nắng nóng cao điểm, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại vùng rừng giáp ranh giữa xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương và xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào ngày hôm qua. Ngay sau khi phát hiện cháy, hơn 400 người gồm Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4, Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân và người dân Nam Lộc, Nam Thượng đã có mặt triển khai công tác chữa cháy cứu rừng. Nhưng do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bốc lên dữ dội, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 10 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện chưa thống kê được thiệt hại, nhưng ít nhất trên 5 hectare rừng thông trên 10 tuổi bị thiêu rụi.